Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7:20 sáng Chủ nhật. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023. Mới lúc nãy mình vừa thả một cái người khách đi tập phòng gym. Phòng gym Equinox. Phòng gym 5 sao ở dưới đầu kia kìa. Mình thả em trai. 7:20 sáng Chủ nhật thì mấy lúc bữa mình đi lòng vòng, mình đi bộ lòng vòng ở ngay chỗ này, là South Boston. Ngay cái chỗ này nó chưa hẳn phải là trung tâm quận nhất của Boston, thì mình tới đây mình quay, mình đi lòng vòng, mình đi bộ, mình quay cảnh mấy lần á. Còn ngay cái chỗ này á, vào mỗi mùa đông á, từ tháng 1 cho đến cuối tháng 2 á, là người ta làm chợ đêm á. Cái khu vực này là cái chỗ cái tay của mình cày cày nè, làm chợ đêm là vòng vòng đây nè. Thì các bạn nhớ lúc trước mình có tới đây mình quay rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị lái xe đi về nhà ăn sáng, trên đường đi về nhà ghé nhà hàng đồ gì đó. Tiện ở đây á, mình để cái máy mình để cái máy mình quay cảnh từ ở đây mình chạy tới trung tâm để cho các bạn thấy trung tâm quận nhất. Còn cái chỗ này nó không phải là trung tâm. Nếu mà mấy cái người du lịch từ ở mấy cái quốc gia khác người ta đến đây á, người ta nhìn vòng vòng ở đây nhiều cái tòa nhà cao ốc á, người ta tưởng ở đây là quận nhất. Không phải, chỗ này không phải quận nhất. Cũng giống như ở bên Việt Nam mà chỗ này là quận Bình Chánh, nó tự tựa như vậy đó, chỗ này là quận Bình Chánh đó. Khi mà người ta thấy cái chỗ này cao tầng á, nhà cao tầng, tòa nhà cao ốc á, người ta tưởng đây là trung tâm. Không phải, đây không phải trung tâm, ở đây là một cái gốc của một cái địa điểm của cái thành phố Boston thôi. Người ta làm như vậy để người ta trải mỏng ra, đừng có cho bị ứ á, đừng có bị quá tải á. Còn nếu mà mình dồn vô một chỗ á thì nó quá tải. Nè, lúc nãy mình thả cái em trai khách ở trong cái tòa nhà này, nó tên là The Equinox. The Equinox là cái tên của cái phòng gym, cái phòng tập tập gym á, loại 5 sao á. Mấy bữa mình đi bộ dài dài đây nè, mình đi tới cái nhà hàng này nè, mình giới thiệu cho các bạn cái nhà hàng này nè, Bacon Crab, bán tôm hùm, cua biển rồi vậy đó. Đi bộ dài dài đó đó. Bây giờ mình chạy đi tới quận nhất, trung tâm quận nhất của Boston cách đây 5 phút. Còn vòng vòng ở đây không phải là quận nhất. Nói theo kiểu Việt Nam, ở đây là cái vành đai của thành phố thôi. Mà ở mấy cái nước phương Tây á, như là châu Âu với Mỹ, Canada rồi vậy đó, mấy cái trung tâm á, nó cũng không có quy mô gì mấy. Còn mấy cái tòa nhà cao ốc mà các bạn đang nhìn trước mặt nè, người địa phương ở đây người ta gọi là cái trung tâm hành chánh, chứ không phải là quận nhất. Trung tâm hành chánh là, nói theo tiếng Mỹ là The Financial District. Financial District, chỗ này chưa hẳn là quận nhất. Mấy cái tòa nhà trước mặt các bạn nè, dài dài dưới kia nè, cái dãy này nè, chưa hẳn là quận nhất. Người địa phương ở đây người ta gọi là trung tâm hành chánh, người ta nói tiếng Mỹ là The Financial District.
The Financial District. Chỗ này là trung tâm hành chính, The Financial District. Vòng vòng ở đây là ngân hàng, đầu tư đồ gì đó. Chỗ này chưa phải là trung tâm quận nhất. Tòa nhà cao ốc có người ta xây tải ra các bạn biết không? Xây khu vực này khu vực kia xa xa ra để đừng có cho xe cộ hay là người dân người ta quá tải. Khu nào làm việc thì làm việc, còn khu nào mà mua sắm thì mua sắm để riêng ra chứ không có để chung cho được. Với tiện ở đây nè, mình đi ngang cái quán cà phê này, cái quán cà phê này là quán cà phê 5 sao. 5 sao nó tên là... Này cái quán cà phê này nè, cà phê 5 sao nó tên là... Intelligentsia Coffee. Để mình bước ra mình nhá cho các bạn xem. Xem cà phê 5 sao. Cái mặt bằng này thuê một tháng cũng phải là 20-30 ngàn đô đó để bán cà phê đó. Khu vực này vòng vòng ở đây không phải là trung tâm quận nhất mà là khu vực mà người ta gọi là khu vực, nói theo tiếng Việt Nam mình là khu vực hành chánh đó. Ở trên đó, đó thì chung cư nhà người ta ở đồ gì đó. Còn ở dưới này là cái lobby, bàn ghế đồ là để bán cà phê nè, mua cà phê. Có cái quầy cà phê đó, người ta mua tới đây mấy cái bàn này nè. Đó, mua cà phê đó đó. Mua cà phê xong tới mấy cái bàn đó đó. Cái tên của cái quán cà phê này là Intelligentsia Coffee. Ở trong đó nó có để cái hình cái ly coffee á. Còn ở bên cạnh này nè, Econex là cái chỗ mà người ta tập gym. Nói chung không phải là gym, Econex nó cũng là khu chung cư vậy đó, nhưng mà nó dạng là phòng tập gym cao cấp à. Mấy người giàu á người ta đi tới cái chỗ này tập gym nè, tập gym này nó gọi là Equinox. À, cho các bạn xem cách người giàu của Mỹ. Gió quá, gió thổi ù ù luôn. Còn cái này là khách sạn, khách sạn. Thường thường mấy cái khu làm việc này á, từ ngày thứ hai cho đến thứ sáu á, thì người ta đi ra làm việc á thì nó mới bận rộn. Kể cả mấy cái người mà làm móng tay vòng vòng ở đây cũng vậy, nó làm ngành móng tay tóc cũng vậy nữa. Chủ nhật với thứ bảy á, là vắng khách lắm.
mình vẫn còn ở trong khu vực hành chánh The Financial District đó. Trước mặt các bạn thấy đây là một cái chi nhánh đầu tư nè, nó tên là Fidelity đó. Mấy cái người mà đầu tư ở bên Mỹ, người ta nhìn cái tên hiệu đó người ta biết đó, đầu tư á. Người ta đi ra đây làm việc từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật không có ai ra đây hết á. Đó, bây giờ mình tới cái bảng stop ngay đây nè, là mình vừa mới bước vô địa phận của trung tâm quận nhất đó. Bây giờ xe của mình đang ở ngay chỗ này là trung tâm quận nhất, vòng vòng ở đây là quận nhất. Ở trung tâm quận nhất á, người ta cho thuê mặt bằng cao á, cho nên ít có nhiều thương mại, mấy cái người bán lẻ đó không có tập trung nhiều. Mấy chục năm trước thời mình mới vừa qua Mỹ á, thì lúc đó mà thuê mặt bằng ở vòng vòng ở đây rẻ đó, giá nó không có cao á, thì ở đây nó nhộn nhịp, nó vui lắm. Xong cái dần dần á, cái người ta chịu không nổi, tại vì thuê mặt bằng cao quá, cái người ta trả lại cái mặt bằng, người ta không có thuê. Thì mấy cái khách sạn, mấy cái chung cư người ta đi vô đây, người ta đập xuống, người ta xây lại. Đó thì lúc nãy là mình đứng ngay cái quán cà phê Intellisia, là khu đó là cái khu hành chánh. Còn bây giờ mình đang ở đây là quận nhất. Các bạn thấy cái lá cờ không? Gió nó thổi quá không? Để mình đi mình nhá nhá sơ sơ cho các bạn xem. Xem quận nhất. Thấy mấy cái lá cờ không? Gió quá chừng gió luôn. Vòng vòng hồi xưa mấy chục năm trước thời mình mới qua Mỹ, cái khu vực này là mấy cái cửa hàng mà mấy cái nhà bán lẻ mà không phải là cao cấp á, cái tiền thuê mặt bằng nó cao á, người ta trả lại thì sau này người ta đập xuống, người ta xây chung cư. Còn mà ai mà ở Mỹ mấy chục năm trước á, người ta biết cái tòa nhà này nè. Thời mình mới qua Mỹ, cái chỗ này là cái shopping, nó tên là Filene Basement. Cũng tiền cũng mặt bằng nó cao, tại đây là trung tâm quận nhất mà. Buôn bán khách sạn không trả tiền thuê mặt bằng nổi đó. Rồi chính phủ bên Boston người ta cũng bỏ đổ tiền vô, người ta cũng giải cứu hoài vậy đó. Cái cuối cùng cái Filene đó phá sản. Filene là giống như bán quần áo, giày dép đồ đi, cửa hàng á, dẹp tiệm. Thì người ta vô, người ta lấy cái tòa nhà này nè, người ta xây chung cư, khách sạn rồi gì đó. Đó thì ở bên Mỹ á, bây giờ người ta cũng có cái thương hiệu cà phê Nero này nè, cũng dạng là cà phê cao cấp á, cho mấy người giàu á. Nhiều chi nhánh lắm, cà phê Nero á. Ai mà sống ở Mỹ mấy chục năm trước là người ta biết nha. Ở đây ngày xưa là cái cửa hàng Filene Basement có lâu đời lắm. Tiền thuê mặt bằng cao quá, họ trả lại. Còn
mấy cái người mà sống vòng vòng trong thành phố mà người ta không có phương tiện xe ô tô đó, người ta đi bằng xe điện ra cái trạm này nè, đó, xe điện nó tên nè Downtown Crossing đó, xuống đây là người ta đi ra vòng vòng đây là, nói theo kiểu Việt Nam ở cái khu vực này là quận nhất á. Đó, dài dài ở đây là quận nhất. Đây đi xuống dưới kia có khoảng nửa cây số là quận nhất. Rồi cái hướng này đi cũng nửa cây số là đụng tới phố Tàu. Nói chung là mình đang đứng cái vị trí này nè. Đó là nói theo kiểu Việt Nam ở đây là quận nhất. Quận nhất. Quận nhất. Xong mà chưa lên á, dân chúng người ta đi ra đây chơi mua sắm rồi gì đó, cái người ta đói bụng này người ta đi vô cái chỗ này là cái food court nè, ở trong đây bán giống như là đồ ăn thức ăn nhanh cà phê giá bình dân á đó. The corner food court là của quận nhất, vô đây xài phòng tiểu phòng vệ sinh đâu vậy đó. Nói chung á thì trên cái đường này á, nó gian hàng nó cũng đầy đủ hết á, Gap, Nike, nói chung là các bạn mà đi vô mall mà những cái thương hiệu như là Gap, Old Navy, TJ Maxx, đồ này nọ vậy đó, Primark đồ đó, nguyên vòng vòng ở đây á, là nó tương tự như là mình đi vô một cái mall vậy đó. Nó quận nhất là ở đây nè. Chưa lên á, thứ bảy với chủ nhật chưa lên nó nhộn nhịp lắm. Nè, ở đây người ta có cái bản đồ nè, đó, cho mấy người du lịch đó. Đi bộ, bản đồ đi bộ thành phố, hết thành phố Boston. Còn đây là bản đồ cho cái trạm xe điện Subway á. Mình đang đứng ở đây là quận nhất. Sáng sớm tại vì không có cửa hàng nào người ta mở cửa, người ta sinh hoạt hết đó, cho nên đâu có ai ra đường đâu. Chưa lên á là con người ta đi ra đây như kiến vậy đó. Rồi mấy cái người mà người ta biểu diễn trên đường phố đó, ngồi đánh trống nhảy đâu vòng vòng đây vậy đó để kiếm tiền á. Bây giờ gió quá mình nè, lạnh quá chịu không nổi, bây giờ mình phải đi lại xe. Đó thì vòng vòng ở đây là quận nhất á, quận nhất của Boston á. Ở bên quận nhất á, thì cuối tuần thứ bảy với chủ nhật người ta đi mua sắm nhiều. Còn ở bên cái quán cà phê mà Intelligia, cái khu hành chánh á, thì thứ bảy với chủ nhật á, là ế ẩm lắm. Mùa hè đó trời ấm áp á, người ta đi ra đường nhiều thì các bạn đi ra đây nè, con của người ta đi như kiến, như là các bạn nhìn mấy cái thành phố lớn ở trên thế giới như là thành phố Tokyo rồi vậy đó. Còn mà những cái trời lạnh mà âm độ như thế này á thì ít có người đi ra đường tại vì lạnh mà. Có một số người thì người ta quen lạnh, người ta chịu lạnh thì người ta đi ra đường. Còn mấy cái người mà người ta không chịu lạnh á thì lạnh quá người ta ở trong nhà. Chứ lạnh quá mà mình đi ra đường nó cũng dễ bị bệnh hoạn lắm các bạn biết không.
từ ở bên quận nhất á, bước mấy bước qua tới đây là phố tàu nè, vòng vòng ở đây là phố tàu nè, phố tàu nằm bên cạnh quận nhất, kiểu như ở bên Việt Nam mà chợ lớn ở gần Sài Gòn vậy đó, y chang giống vậy. Rồi cái khu mà ở bên Cáp Ly, quảng trường Cáp Ly, dân địa phương người ta gọi là cái khu Bắc B, nó cũng khác nữa, khu đó nó cũng nhộn nhịp, nhìn y chang như quận nhất vậy đó, nhưng mà cái khu đó nó không phải là quận nhất, người địa phương gọi là Bắc B, còn không thôi là gọi là quảng trường Cáp Ly. Khu đó nó có một cái đường New Paris Street á, shopping đồ, kinh doanh thương mại rồi nó cũng đông đảo lắm, sầm uất lắm. Nhưng mà cái khu đó đó không phải là quận nhất, mà các bạn đi vô cái khu quảng trường Cáp Ly á là có cái cảm giác như các bạn đang đi ở trong quận nhất của Boston vậy, nhưng mà không phải. Người ta chia ra nhiều khu, nhiều chi nhánh gì đó cho người tiêu thụ, người ta có cái option, có cái chọn lựa, các bạn biết không? Không có phải dồn vô một chỗ. Ok, ai thích đi tới South Boston á thì đi, còn ai ra trung tâm á thì đi, còn ai ra quảng trường Cáp Ly á thì đi. Có nhiều địa điểm cho mình đi. Còn mà muốn đi tới cái thành phố lớn của nước Mỹ á thì đi máy bay hay là lái xe đi qua bên New York. New York là thành phố lớn của nước Mỹ đó. Còn chán thành phố New York á thì đi qua thành phố San Francisco, hay là đi qua bên thành phố Los Angeles. Nhiều lắm, nhiều thành phố trên nước Mỹ lắm. Sợ không có tiền, không có sức mà để đi á. Ở ngoài trời nó có ánh nắng vậy cho nó lạnh lắm. 36 độ F, tức là 2 độ C đó. 1-2 độ C. Ánh nắng là tại vì thời tiết nó vào mùa xuân á. Thời tiết bước vào mùa xuân có nhiều ánh nắng nhưng mà lạnh lắm. Một hai độ F. Một hai độ C.